món ăn ngon nhất định phải thử khi du lịch Sapa. Một cố sủi ong há đậm đà béo ngậy, loại nước sốt dệt dệt và thơm nức nở. 2. Thắng cố A Quỳnh thơm ngon. Gần 30 loại gia vị đã khiến thắng cố trở thành món ăn độc đáo lạ miệng nhất ở Sapa. 3. Lẩu cá tầm từ lâu đã là một món ngon nổi tiếng ở Sapa. Món lẩu cá tầm vô cùng hấp dẫn với nước lẩu thơm ngon đậm đà. Thịt cá tầm mang màu sắc đặc trưng tươi ngon sạch sẽ. 4. Thịt lợn cắp nách là giống lợn độc lạ của người dân vùng cao, do đó thịt lợn cắp nách là một trong những món ăn đặc sản nhất định phải thử khi du lịch Sapa. 5. Nếu là tín đồ của các món Nhật thì đừng quên món sashimi cá hồi ở Sapa nhé. Những lát thịt cá hồi được cắt mỏng ăn kèm mù tạt và rau, vị ngọt của cá hồi sống tươi ngon hòa cùng vị cay nồng của mù tạt. 6. Lẩu gà lá ế thịt gà dai ngon, cùng vị giòn ngọt của nấm đặc biệt là vị lá é thơm phức đã khiến tạo nên một hương vị lẩu vô cùng đặc biệt. 7. Gà nướng tiêu xanh tuyệt cú mèo luôn từng miếng thịt ngọt thơm, vừa mềm và vừa dai dai ngon nhức nách luôn ý. 8. Ăn đứa cùng phòng là ngon và thích nhất, ăn cho nó căng cái bụng cho đến 9 tháng 10 ngày luôn nha. Các bạn thích món nào nhất thì hãy comment xuống đấy nhé.